Cao Thái Hà về Cần Thơ đón sinh nhật bên gia đình. Diễn viên Cao Thái Hà mừng sinh nhật thứ 33 bên mẹ, em trai và gia đình chị gái tại một nhà hàng địa phương. Cao Thái Hà cho biết năm nay cô không đi du lịch, tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, cũng chẳng háo hức với những món quà mừng tuổi mới. Trải qua nhiều biến cố cuộc sống và tu tập một năm qua, cô nhận ra sinh nhật của bản thân nên là ngày dành cho đấng sinh thành. Người đẹp quyết định gác lại công việc tại thành phố Hồ Chí Minh, lái xe về Cần Thơ, quây quần bên gia đình tối ngày 20 tháng 4. Tôi tặng quà và nói cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mình. Mẹ là để yêu thương, nếu vẫn chưa biết yêu thương mẹ thì chúng ta không thể yêu thương ai. Trước đây, tôi thấy mình như chú chim mãi miết theo đuổi nhiều thứ long lanh, hào nhoáng phía xa chân trời và cho rằng ở đó có hạnh phúc. Nhưng hiện tại, hạnh phúc với tôi là nhà, là gia đình, họ vẫn luôn ở đó chờ đợi, sẵn sàng chữa lành để tôi trở về bằng tình yêu thương vô điều kiện. Sau khi đón sinh nhật tại nhà hàng bên người thân, tôi dành cả ngày hôm sau ôm mẹ ngủ, ăn cơm mẹ nấu. Khoảnh khắc này tôi thấy an nhiên, hạnh phúc, cô trả lời Ngôi Sao Sáng ngày 21 tháng 4. Một năm trước, Cao Thái Hà cảm thấy bản sống trơ trọi, mất phương hướng do bố, người quản lý và bạn thân lần lượt qua đời. Cô không làm việc, dành thời gian ở nhà nghe Phật Pháp, tham gia các khóa thiền và tu tập để cải thiện sức khỏe tinh thần. Gần đây, người đẹp quyết định mua nhà rộng 125m² gồm 2 tầng, 3 phòng ngủ, giá hơn 5 tỷ đồng tại thành phố Thủ Đức để đón mẹ và em trai về sống cùng. Ở tuổi 33, diễn viên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, sinh con vì muốn cống hiến cho phim ảnh. Cao Thái Hà sinh năm 1990, quê Cần Thơ. Diễn viên được biết đến qua các phim Hậu Duệ Mặt Trời, Tiếng Sét Trong Mưa, Tình Thù Hai Mặt, Đồng Tiền Quỷ Ám, Mẹ Rơm, Trại Hoa Đỏ, Bão Ngầm. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa Khôi Xứ Dừa, Hoa Hậu Việt Nam 2008, vào top 5 cuộc thi Nữ Hoàng Trang Sức 2011. Hiện cô vững vàng kinh tế nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.